Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump lần đầu tiên nói Biden thắng vì kỳ bỏ phiếu bị gian lận. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm Chủ nhật có vẻ như lần đầu tiên thừa nhận đối thủ của ông Biden từ đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào hôm 3 tháng 11. Tuy nhiên, ông Trump lại lặp lại lời tuyên bố vô căn cứ của mình rằng kết quả chiến thắng mà đối phương đạt được là do việc bỏ phiếu đã bị gian lận. Đây là hình ảnh dòng tweet của ông Donald Trump lần đầu tiên ghi nhận ông Biden thắng cử, tuy nhiên do gian lận. Ông ấy thắng bởi việc bỏ phiếu đã bị gian lận. Ông Trump đã đăng như vậy trên trang tweet của mình. Tin tweet của ông ngay lập tức bị mạng xã hội này cắm cờ cảnh báo là mang nội dung gây tranh cãi. Rất nhanh chóng sau tweet này, ông Trump đăng tiếp rằng ông Biden chỉ thắng trong mắt truyền thông tin giả. Và tôi không thừa nhận gì hết. Chúng ta còn chặng đường dài để đi. Và đây là một kỳ bầu cử gian lận. Tin này cũng bị tweet còi là có nội dung gây tranh cãi. Hôm thứ Sáu, chính ông Biden cũng củng cố tỷ lệ đắc cử của mình bằng một chiến thắng dự kiến ở tiểu bang Georgia, khiến ông đã trở thành ứng cử viên đảng Dân Chủ đầu tiên giành được tiểu bang này kể từ năm 1992. Theo truyền thông đưa tin, hiện nay ông Biden có 306 phiếu đại cử tri, vượt xa ngưỡng 270 phiếu đại cử tri để giành được chiến thắng. Tuy nhiên, ông Trump vẫn không chấp nhận kết quả. Ông đã đưa ra hàng loạt thách thức pháp lý ở các tiểu bang quan trọng và đưa ra những cáo buộc không có cơ sở về gian lận bầu cử trên diện rộng. Những nỗ lực này của ông cho đến nay vẫn chưa thành công. Báo cánh hữu của Anh đã nói như sau, Biden chiến thắng và Trump bị sa thải. Đây là hình ảnh chụp trang chuyên đề chiến thắng của Biden trên tờ Sunday Times của Anh. Khác với một số ý kiến được cộng đồng mạng dùng tiếng Việt chia sẻ mạnh, không phải vì các báo thiên tả mà những tờ báo cánh hữu hàng đầu tại Anh nói Donald Trump đã thua và Biden có viễn kiến thực sự. Trong truyền thông tiếng Anh trên thế giới, ngoài Hoa Kỳ thì Anh Quốc có các đầu báo hùng mạnh nhất với số độc giả tại Anh lên tới hàng triệu người. Ngoài các tờ báo nhận là phe thiên tả The Guardian hoặc trung tả như The Independent hoặc các báo thiên hữu cũng có lượng đọc rất lớn. Và có phải là cánh hữu là phái chống Biden và ủng hộ Tổng thống Trump hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và đầu tiên cần ghi nhận rằng các báo cánh hữu ở Anh không thân thiện với xu hướng chính trị thiên tả và một số chính trị gia của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã bị họ điểm danh thường xuyên như bà Nancy Pelosi và ông Biden. Đây là hình ảnh dòng tweet kế tiếp của ông Donald Trump viết rằng ông Biden chỉ thắng trong mắt truyền thông tin giả và tôi không thừa nhận gì hết. Chúng ta còn chặng đường dài để đi, ông viết, và đây là một kỳ bầu cử gian lận. Vào hôm 14 tháng 11 năm 2020, trang Daily Mail có bài nói nhà lãnh đạo trong Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã phải hủy một bữa tiệc xa hoa cho thành viên sau khi bị lên án là vi phạm lệnh cấm trong mùa dịch Covid và bị gọi là một kẻ đạo đức giả. Vào hồi tháng 6 năm 2020, nhiều tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, báo The Sun cho độc giả Anh biết rằng 40% người Mỹ tin rằng ông Biden có vấn đề suy thoái nhận thức. Khái niệm đó được tờ Sunday Times nhắc lại khi đưa tin ông Biden được truyền thông Mỹ nói đã dẫn trước và thắng điểm đương kim Tổng thống Donald Trump. Tuy thế, khác với các bình luận và lời khẳng định được lan truyền trên mạng xã hội tiếng Anh và chia sẻ nhiều trên trang các Facebook tiếng Việt, các báo cánh hữu ở Anh không đăng lại các câu chuyện gợi ý rằng Tổng thống Trump sắp lật ngược thế cờ, giành lại số phiếu cử tri đoàn để thắng cử Tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa. Về các vụ kiện này, tờ The Sun vào hôm 15 tháng 11 đã kể lại câu chuyện Tổng thống Donald Trump nhắn lại trên tweet sự ủng hộ cho cuộc biểu tình MAGA. Nhưng còn câu hỏi, có gian lận trong cuộc bầu cử 2020 hay không? Tờ báo viết như sau. Donald Trump và những người ủng hộ ông ta nói là có, nhưng theo các quan chức ở nhiều nơi tại các bang trọng yếu thì hoàn toàn không có. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào hôm 4 tháng 11. Còn theo tờ Daily Mail vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 cho rằng vấn đề pháp lý của Donald Trump tệ đi trông thấy sau khi tòa phúc thẩm Philadelphia bác bỏ cả 5 vụ kiện. Các luật sư cũng bỏ rơi ông ta ở Arizona và Pennsylvania. Còn tại Michigan, một thẩm phán vứt bỏ lời đòi hỏi ngăn chuyện xác nhận lại phiếu bầu. Các tin nói ông Biden
đã dẫn thêm trong một số cuộc đếm phiếu ở Georgia cũng được trang Daily Mail đăng tải. Còn tờ Sun Times vào ngày 15 tháng 11 có trang chuyên đề Chiến thắng của Biden. Nữ nhà báo kỳ cựu Sarah Bates, người gốc Mỹ, viết rằng ông Biden có viễn kiến và thực thụ, Biden sẽ nỗ lực đoàn kết chúng ta lại với nhau. Tuy thế, bà Bates cảnh báo rằng phe thiên tả và Black Lives Matter trong đảng Dân Chủ đã bắt đầu tỏ dấu hiệu gây ra rạn nứt trong liên minh với ông Biden, người được cho là trung dung. Tuần trước, nữ dân biểu quốc hội của New York đã cảnh báo Biden đừng đổ lỗi cho phe tả và các phe khác về thất bại của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tại Hạ viện và Thượng viện. Nhà báo của Sun Times đã ghi nhận như thế. Một bài khác của báo thì viết các con của Donald Trump đang tranh giành ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa sau khi cha của họ đã bị sa thải khỏi Nhà Trắng. Tờ báo này viết như vậy. Và sự ủng hộ cho ông Biden và Donald Trump hết sức khác biệt tại Anh và Mỹ. Đây là hình ảnh hai ứng cử viên Tổng thống Biden và Donald Trump. Vẫn theo tờ Sun Times, số người Mỹ có thu nhập trên 100.000 đô la mỗi năm ủng hộ ông Trump tăng lên 7 điểm, tức là tới 54%, so với ủng hộ ông Biden 42% trong số cử tri có thu nhập từ 50 đến 99.000 đô la mỗi năm. Xu hướng này là 57% ủng hộ Biden và 42% ủng hộ Donald Trump. Con số cho nhóm cử tri có thu nhập dưới 50.000 đô la mỗi năm, 55% ủng hộ Biden và 44% ủng hộ Donald Trump. Trong khi đó, một điều tra trước bầu cử Mỹ tại Anh cho thấy đa số người Anh từ giới bình dân cho đến trung lưu và cả cử tri ủng hộ đảng bảo thủ không thích ông Trump. Vào hôm 2 tháng 11 năm 2020, một ngày trước cuộc bầu cử, các báo của Anh trích đăng điều tra dư luận của Hamburg Sachse cho thấy rằng nếu ra tranh cử ở Anh, Tổng thống Trump sẽ thua ở 100% các hạt cử tri trên toàn nước Anh. Đó là hôm 20 tháng 10 năm 2020, trang Daily Mail có bài tỏ ra sự ngạc nhiên rằng quá nửa người ủng hộ Donald Trump ở Mỹ tin vào những điểm quái gở của thuyết Anon, là nói về một âm mưu buôn trẻ em trong đảng Dân Chủ Mỹ. Ông Trump tố bầu cử Mỹ gian lận, 1.000 nhân vật danh tiếng gây sức ép. Đây là hình ảnh tại Washington DC vào hôm 14 tháng 11 đã có rất nhiều người Mỹ xuống đường biểu tình tuần hành bày tỏ ủng hộ Tổng thống Donald Trump thắng cử. Không cung cấp được bằng chứng xác đáng về cáo buộc có gian lận bầu cử ở Tổng thống Mỹ năm nay, ông Donald Trump đang phải chịu sức ép ngày càng lớn, theo hãng tin AP chia sẻ. Vào ngày 15 tháng 11, nhóm gồm hơn 1.000 luật sư, cựu thẩm phán liên bang, tổng trưởng lý, giáo sư học luật đã gửi thư đến Nhà Trắng chỉ trích ông Trump vì đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử. Đây đều là những nhân vật có danh tiếng lớn trong giới pháp lý Mỹ, theo AP. Tuy nhiên, danh tính của hơn 1.000 người này chưa được tiết lộ. Mọi ứng viên tổng thống đều có quyền đảm bảo về một cuộc bầu cử hợp pháp. Tuy nhiên, nếu có tranh chấp về kết quả, Tổng thống Trump phải dựa trên sự thật, dựa trên bằng chứng, bức thư đã nêu ra như vậy. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chỉ đạo việc đệ đơn kiện ra các tòa án khác nhau nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu hợp pháp. Các con trai ông ấy chỉ trích gay gắt những nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa khi họ từ chối hợp tác với ông Trump. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, bức thư có đoạn như vậy. Time Mothout, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cho rằng Tổng thống Mỹ nên chấp nhận kết quả bầu cử. Và Tổng thống Donald Trump nợ gần 73 triệu người đã bỏ phiếu cho ông ấy lời tuyên bố rằng cuộc bầu cử này là công bằng và đáng tin cậy. Mọi người Mỹ đều xứng đáng nhận được sự yên tâm rằng cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra tốt đẹp, ông Tim đã nói như thế. Ông Trump vẫn một mực cho rằng bầu cử Tổng thống năm nay có gian lận. Điều này đã khiến quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng cho ông Biden gặp rất nhiều khó khăn. Giới chuyên gia pháp lý cho rằng ông Trump rất khó thành công khi kiện kết quả bầu cử ở tòa án. Đội ngũ luật sư của ông Trump sẽ phải thuyết phục các thẩm phán rằng gian lận bỏ phiếu tồn tại ở cấp độ hệ thống có thể thay đổi kết quả bầu cử. Ở bang Michigan, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đưa ra hàng chục bản khai của các cử tri nói rằng họ bị hạn chế về quyền bỏ phiếu và nghi ngờ về điều gì đó nham hiểm trong bầu cử. Tuy nhiên, đây chưa được coi là bằng chứng cho thấy có gian lận bầu cử trên diện rộng ở Michigan. Còn ở bang Arizona, ông Trump cáo buộc số phiếu gian lận lên đến hàng nghìn. Tuy nhiên, trong phiên điều trần gần nhất, luật sư của ông Trump thừa nhận không có gian lận và họ chỉ đang nêu lên lo ngại về việc kiểm phiếu tại bang này mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bản tin Trump lần đầu tiên nói Biden thắng vì kỳ bỏ phiếu bị gian lận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.